xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn là à, phân bón à, Super Bloom của hãng Scott. Hôm nay sale nha các bạn. thì à, với giá là 13 đô 60 cent à, một à, hộp giá chính thức của nó là 22 đô 99 sen thì bây giờ giảm giá là 13 đô 60 sen đây là loại phân để thúc cái cây ra hoa nha các bạn thì mình có thể dùng nó để pha với nước rồi tưới cho cây cây của mình nó sẽ ra hoa cho cây ăn trái như thí dụ như là cam tắc bưởi ẩ, ổi thanh long ớt, ớt ờ, tất cả các loại cây luôn các bạn thì ờ, khi mà mình tưới cái phân này vào thì nó sẽ ra qua ờ, rất là nhanh nha các bạn nó ra qua ờ, nhanh và nhiều chứ không phải ra qua lát đát nha các bạn tại vì à, trong cái phân này có chứa cái uh, chất NPK đó là uh, cái loại phân số 12 55 các bạn nhìn thấy uh, người ta để đó uh, số 55 chính giữa tức là potpour À, nó là số cao nhất thì à, cái chất này nó làm cho cái cây của mình à, ra qua à, thì à, năm nào quỳnh mai cũng à, đón mua ở trên amazon à, với giá à, rẻ các bạn còn giá ở ngoài lô hoặc home depot thì nó cao hơn rất nhiều nó cỡ 20 21 đô à, một chai như thế này các bạn thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là ở Amazon đã đem ra à, bán thì các bạn có thể à, mua về à, xài trong giường à, như là các bạn có trồng cây à, ăn trái thì các bạn có thể dùng cái phân này để tưới nó cho nó ra hoa người ta gọi là phân uh, bông hoặc là phân thúc ra hoa các bạn thì cái uh, ở Amazon bán uh, với giá là 13 đô 60 cent một chai uh, free shipping free shipping nếu mà mình uh, uh, mua với giá là trên 35 đô các bạn thì người ta free shipping cho mình à, ngày 17 tây tháng 8 nhằm vào ngày thứ bảy nha các bạn thứ bảy à, 17 tây tháng 8 đó là mình à, à, khi mà mình order thì nó sẽ về tới nơi à, cho mình nha các bạn đó, thì mình phải order uh, trên 35 đô mà một cái chai như thế này một hộp như thế này thì 13 đô 60 sen thì uh, Quỳnh mai nghĩ các bạn có thể mua 4 hộp uh, 4 cái hộp này uh, thì nó hơn giá 35 đô rồi các bạn hoặc là các bạn uh, mua 3 chai 3 chai uh, rồi thêm một món nhỏ gì đó một hai đô thì nó trên 35 đô hoặc là mình lấy luôn bốn bốn chai thì nó sẽ um, free um, cái shipping cho mình nha các bạn thì cái phân này nó mình xài rất là lâu rồi nó rất là tốt luôn khi mà cái cây của mình á, à, mùa xuân tới á, thì nó À, dĩ nhiên là nó sẽ ra qua nhưng mà có loại cây nó sẽ à, chậm ra qua và nó ra qua ít thì nhờ cái phân này hỗ trợ khi mình tưới vào thì nó sẽ ra qua à, rất là nhiều nha các bạn và các bạn đừng có ngại ngùng khi mà mình dùng cái phân này nha à, tại vì các bạn nói phân này là phân hóa học nhưng mà không phải à, phân này nó làm có cái chất uh, uh, phosphor nhiều nên nó, cái cây nó ra hoa các bạn như là mình dùng đất để trồng cây đó ở dưới đất cái cái phân đất của mình nó thiếu uh, cái chất phosphor ví dụ như nó cần um, nó cần cái số lượng phân Uh, pi đó các bạn Butter đó uh, tới cái mức nào đó thì cái cây nó hút vào thì nó mới ra qua được thì cái đất của mình thiếu cái cái chất đó nên mình phải mua uh, cái phân uh, có cái chất đó để tưới vào rồi cái cây nó hút lên thì nó mới đủ chất bổ để uh, nó ra qua các bạn nên uh, cái số này là số năm mươi thì cái số này nó cao nên nó mới làm cho cái cây của mình uh, bật ra hoa được các bạn mà uh, ra hoa nhiều nữa đó thì mình uh, lựa cái uh, uh, cái số chính giữa cao thì cái cây nó mới ra hoa được uh, thì uh, người ta làm nông nghiệp trồng cây làm vườn trồng lúa thì người ta ưa rải cái phân NPK các bạn thì um, cái phân chính giữa là cho hoa, uh, rồi phân đầu là cho rễ, rồi phân cuối là cho lá các bạn. thì tùy tùy theo cái tùy theo cái, uh, cái um, phân mà mình uh, muốn loại gì. thí dụ như là uh, cái uh, giữa là hoa thì mình mua cái số nó cao còn như mình cần cho rễ thì mình à, mua cái số đầu cần cho trái mình mua số cuối tức là kali các bạn hả thì mình hiểu sơ sơ vậy thì à, mình giải thích cho các bạn nghe đó là à, mình khi mua phân mình căn cứ vào cái công thức mà người ta để ở phía dưới ba số ở phía dưới cùng đó các bạn thì mình cần thứ nào cao để cho nó tốt. Thí dụ như mình cần trái to thì mình uh, lựa cái số uh, cuối uh, lớn. Ví dụ như là kali thì um, là cho trái thì mình lựa số nó cao. Thí dụ như cho trái to thì uh, 22 chẳng hạn các bạn, 0022 tức là mấy chất kia là zero hết chỉ có kali ca là cao thì mình bỏ cho trái mình mua cái chất đó tặng để mình rải phân cho cái cây ăn trái của mình cho cái trái nó to lên còn mình muốn nó ra hoa thì mình phải mua cái số chính giữa cao rồi mình tưới nó thì nó sẽ ra hoa nha các bạn tùy theo mình thiếu cái chất gì thì mình mua uh, bổ sung cho chất đó thì bây giờ Amazon đang bán cái phân cho qua Super Plum các bạn số chính giữa cao 55 à, tức là à, những cái lợi phân khác không có cái số chính giữa cao như cái hãng này các bạn của hãng Scott Super Plum là số chính giữa 55 đó thì mình chia sẻ với các bạn rồi à, mình nói nói cái giá nó rẻ hơn thị trường à, mình uh, 13 đô 60 sen một hũ còn ở ngoài tới 22 đô 99 sen nha các bạn và cái ngày uh, mình mua cái ngày nó tới là ngày 17 uh, tháng 8 uh, giờ ngày Saturday tức là ngày thứ bảy nha các bạn 17 tây tháng 8 mà mình phải mua over 35 đô thì mình mới được free shipping nha các bạn Quỳnh Mai xin nhắc lại là các bạn muốn mua cái phân Super Bloom của hãng Sikos thì các bạn order nhanh lên tại vì nó đang còn hàng nhưng mà mình không biết hàng còn bao nhiêu nên nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn order nhanh lên thì hàng còn nha các bạn. Thì video hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là Amazon đang bán uh, cái Super Plum của hãng có giá uh, rẻ 13 đô. Đó các bạn. 13 đô uh, 60 cent. Free uh, shipping thì các bạn phải mua over 35 đô, tức là các bạn có thể mua 3 ba um, cái chanh ba cái hũ này uh, hoặc là bốn các bạn thì mình mới được free shipping nha đó uh, over uh, 35 đô vậy thì video hôm nay tới đây uh, xin tạm ngưng Quỳnh mai chúc các bạn vui khỏe bình an hạnh phúc ủng hộ mai đăng ký chia sẻ để uh, Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.